Quý vị cùng với tôi đang có mặt tại di tích nhà tù Sơn La, tại trung tâm thành phố Sơn La. Mình vừa vào đây chưa có một số thông tin gì nhiều cả. Cho mọi người thấy đây những gì còn lại này. Đây là cái tháp nước. Ngày xưa từ thời Pháp nó tích nước đây để nó sử dụng. Đây quả vòi khóa nước này. Theo như mình được biết đây có ba cây xoài này, nó có từ thời Pháp, tuổi đời của nó tính bằng trong năm. Đây, quả này xoài rất to. Đây là chòi canh. Thực tế thì mình thấy nó cũng được phục dựng nhiều, nó điêu điêu của gì chả có gì cả. Cái mái này cũng mái đá này, chả có gì đâu. Đây của thắm nước to tổ bố. Rồi vòng ra đằng sau chúng ta sẽ có thấy những cái gì vết tích còn sót lại. Nên kiến trúc đúng thời của Pháp luôn. Mẹ nhà tù đéo gì còn có điều hòa này thì xịn quá này. Này mọi người có thể thấy không? Quả tường rất kiên cố, tôi có thể đo gang cho mọi người xem này. 1, 2, 4, tường dày 50 phân, loại cả đáy. Tường dày thật. Bên trong thì giờ người ta chứa những cái vớ vẩn này. Này thời Pháp xây đây chỉ còn những cái vết tích hoang tàn. Tường được xây bằng đá hộc. Tường rất là dày. Đây là quả cửa sắt này. Bị nghiện nó rỡ đi, nó chích mất rồi. Ta có nhìn thấy kỹ này. Hình vòm vòm đúng kiểu kiến trúc của Pháp luôn. Trên kia có một ô thoáng à. Đây là hệ thống bể nước rửa tay hay sao đấy. Theo mình đoán thế. Bên kia có một cái tháp canh. Chòi canh. Ngày xưa nó nhiều lắm nhưng mà chắc là dân địa phương người ta dỡ hết đi để người ta lấy gạch, hoặc là do chiến tranh tàn phá, có thể là do Pháp nó hủy. Đây là đường lên chòi canh, tháp canh. Phòng bên trong này có vẻ khá kiên cố. Tường dày đến 4-50 phân. Này lắp cửa nhôm và lắp một điều hòa ở ngon lành. Mát đấy, phòng mát thật. Mát mẻ về mùa hè, ấm áp về mùa đông.
cũng là lời điều kiện lý tưởng. Nói chung là được trùng tu nhiều rồi. Mình không biết là có cách gì để lấy hết được cái hình ảnh này về. Được trùng tu sửa chữa nhiều rồi. Đây là một trại giam mới mở rộng năm 1940. Chúng ta có thể rút vào bên trong này. Trong này có một cái chuồng gà, à cái ngăn. Ui bé thế. Này, cửa sắt sập sệ này, cửa sắt này cũng từ thời Pháp luôn này. May là nghiện chưa phát hiện ra nó lấy mất. Tối lắm. Đây là quả sập ngồi uống rượu. Nói chung là không có cái gì cả. Hết rồi, người ta mang đi đâu hết. Đây lại một phòng VIP nữa. Phòng tối tăm lắm. Các chiến hữu đang bằng cách làm giàu. Không gian phòng này khá rộng rãi. Mái được lợp bằng đá sạch sẽ, thoáng mát. Đây đứng từ trên chòi canh, trên điểm cao chúng ta có thể nhìn dưới bằng cảnh một công trình nguy nga kiên cố, nhưng đã bị chiến tranh Mỹ phá hủy. Còn lại những vết tích này thôi. Cái bên trái của khu di tích là trung tâm thành phố Sơn La. Chúng ta có thể dễ dàng nhìn qua những cái tán cây này. À, điều hòa rồi. Đấy. Phải công nhận là cây đào ở trên này quả to thật. Đâu nhỉ? Đây. Nói chung là được trùng tu sửa chữa nhiều rồi để phục vụ cho du lịch. Mất mãi đã bao nhiêu cảnh của tao. Trước mặt chúng ta là cây đào của Tô Hiệu. Cây đào này theo tôi biết là trồng mới đâu. Cây đào Tô Hiệu mà trồng đến bây giờ nó phải bằng cái cối xay. Thôi không có gì ở đây đâu. Đi về nào. Thanh, Forward.